Rồi hôm nay thì mình bắt đầu tiếp tục bài số 4. Thì bài số 4 này thì mình tập lệnh sell limit là chờ bán giá cao. Bài số 4. S size for. Dùng cái lệnh dùng dùng lệnh số 3. Số 3 là bán. Số 3 là sell limit, có nghĩa là bán chờ bán giá cao. Tiếng Anh nó là use number 3 comment comment to bending sell. Price. Rồi, cái tựa đề bài là đặt chờ bán giá cao hơn giá hiện tại 5 đô. Đặt chờ bán giá cao hơn giá hiện tại 5 đô. Cái giá hiện tại là cái giá mà nó đang nhảy, đang chạy chạy chạy. Thì đấy, họ nói vô phần mềm rồi nói gì đó đặt chờ bán giá cao hơn giá hiện tại 5 đô. Rồi tiếng Anh comment bending sell $5 at higher price. Bây giờ đặt chốt lời tự động cho lệnh này giá giá thấp hơn giá chờ bán 5 đô. Profit, put on profit $5 lower. With
price sell. Limit rồi, sau khi hoàn thành như trên thì tập đóng lệnh ngay và làm lại 3 đến 5 lần cho thành thạo. Thay đổi khối lượng để tập after finish. Close the comment. Change the volume. Change the volume. And repeat. Three, two, five times to combatantly. Rồi bây giờ mình qua phần mềm để thực hành. Now we practice on software. Đây. Giờ ví dụ lệnh này là lệnh sell là limit. Bây giờ mình bấm vào dấu cộng, giống như mấy lần trước thì mình đặt lệnh là lúc nào mình cũng bấm vào dấu cộng ở đây bên trên và tay phải, click here. Click here to sell limit. Chọn khối lượng là ở giữa này. Đó, mình tăng thì bấm bên phải, giảm bên trái. To volume here. Price giá, đặt giá để bán, ví dụ giá này là 1.712 cao hơn năm giá là 1.717.3 1.717.3. Higher 5 USD with 1.712. Rồi bấm đặt. Ok. Đó là đã hoàn thành cái thực hành bài số 3. Rồi giờ mình tập đóng lệnh là nhấn giữ, click and keep. Rồi bấm xóa lệnh, cancel.
Ok. Rồi, làm lại. Bấm vào tay phải. Bên bên phải góc trên dấu cộng. Click here. Click and choose sell limit. Sell limit. Put volume. Price higher 5 USD, đặt giá cao hơn cái giá hiện tại, giá giá mà mình bán á, là nằm phía bên tay trái. Khi mình mua thì giá nó phía bên tay phải. Thì giá bán hiện giá hiện giờ là 1712.46, thì mình đặt cao hơn 5 đô là 1717.46. 1717.46. Rồi, đặt, bấm vô chữ đặt. Ok. Là xong. Rồi, xóa lệnh. À, còn đặt chốt lời. Đặt chốt lời. Nhấn giữ. Click and keep. Modify. Sửa lệnh. Modify. Đặt chốt lời bên tay phải, giá thấp hơn giá mình chờ bán 5 đô, tức là cái này mình 1717.46 mình chờ bán là thì thấp hơn 5 đô là 1712.46. Make profit lower 5 USD with the price bending to sell, bending to sell 17.46 now 17.12.46. Okay. Rồi giờ nhấn nhấn chạm vô cái lệnh này một cái là nó sẽ hiện lên thông tin nè. Chạm vô một cái hiện lên thông tin. Đó là mình mua giờ ngày tháng là cái giá đặt chờ bán, giá đặt chờ bán rồi giá chốt lời. Rồi xong. Click here. Is experience, is experience. You can view price, sell limit, profit, profit. Okay, now we close the comment. Bây giờ xóa lệnh. Rồi xong. Như vậy là đã xong bài số 4.